Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin cập nhật tiến độ thi công dự án Vinhome Grand Park, quận 9, nay là thành phố Thủ Đức. Khoa xin cập nhật tiến độ phân khu cao tầng Origami theo phong cách Nhật Bản. Thì trước khi đi vào cụ thể thì Khoa xin giới thiệu video clip từ chủ đầu tư để cho các anh chị có thể cảm nhận trước về cái dự án này. Cái phân khu Origami theo phong cách Nhật Bản sẽ hình thành trong tương lai ngắn như thế nào nha. Bây giờ xin mời các anh chị và các bạn theo dõi. Đi Origami, cảm hứng Nhật Bản giữa lòng Vinhome Grand Park. Bừng thanh âm hiện đại giữa an nhiên thanh bình, hòa sắc hồ ngọc lam vào miền xanh trong trẻo, chấm sắc đỏ thịnh vượng của viên mãn tròn đầy, tô sắc xanh nhiệt đới nơi nghỉ dưỡng khoáng đạt. Đi Origami, tinh thần Nhật chuẩn sống xanh. Nhật Bản, đất nước của những giá trị hoàn mỹ chuẩn mực, dẫn lối tới tâm điểm phía đông Sài Gòn, gặp mở tương lai, hướng về ánh hừng đông nơi xứ sở hạnh phúc. Đi Origami, cảm hứng Nhật Bản giữa lòng Vinhome Grand Park. Thanh âm hiện đại giữa an nhiên thanh bình, hòa sắc hồ ngọc lam vào miền xanh trong trẻo, chấm sắc đỏ thịnh vượng của viên mãn tròn đầy, tô sắc xanh nhiệt đới nơi nghỉ dưỡng khoáng đạt. Đập sinh thái trong lành nơi thành phố công viên sở hữu lá phổi xanh 36 hecta, thừa hưởng trọn vẹn tiện nghi của thành phố tiện ích kim cương 271 hecta Vinhome Grand Park. Đón đầu tương lai thời thượng tại thành phố thông minh đẳng cấp quốc tế, mầm thế hệ trẻ độc lập tự tin giữa thành phố tri thức của những công dân toàn cầu. Đi Origami, nơi cộng đồng văn minh gắn kết vun đắp tương lai, dẫn lối ước mơ, nơi hạnh phúc ngập tràn. Đi Origami, tinh thần Nhật chuẩn sống xanh. Trước khi đi vào cập nhật tiến độ thi công mà bằng flycam thực tế dự án thì Khoa xin tư vấn thêm cho các anh chị, tư vấn lại cho các anh chị về cái phân khu The Origami. Thì phân khu The Origami có 21 tòa chung cư, thì sẽ được đánh số từ S6, S7, S8, S9 và S10. Thì trong mỗi phân khu thì sẽ là chia làm nhỏ S601, S602, S603, S605 vân vân. Thì tổng cộng là sẽ là 21 tòa. Thì các anh chị thấy là tất cả các tòa sẽ được bố trí theo hình chữ nhật, theo hình chữ nhật, nên thành ra là các anh chị thấy có vẻ như cái mật độ xây dựng sẽ cao hơn so với phân khu Rainbow. Nhưng mà thật sự thì cái việc cái mật độ xây dựng của phân khu The Origami thấp hơn khá là nhiều so với phân khu The Rainbow. Bên trong phân khu The Origami sẽ có rất là nhiều tiện ích. Chúng ta sẽ có một cái trung tâm thương mại, ngoài cái trung tâm thương mại Vincom đặt sát cạnh công viên ánh sáng, thì chúng ta có một cái đất thương mại dịch vụ, sau này sẽ là một cái trung tâm thương mại hay là một siêu thị cũng khá là lớn, chỉ là thua
Vincom lớn nhất miền Nam, khu vực bên kia thôi. Ngoài ra cái khu vực giữa thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái đất dành cho giáo dục, đặc biệt là phía sau lưng của tòa của phân khu tiểu khu S8 và S9, chúng ta sẽ có khu giáo dục bậc cao, có thể là trường cao đẳng hay là đại học. Phía trước tiểu khu S9 thì chúng ta có những cái đất giáo dục. Thì bây giờ Khoa xin dẫn cho các anh chị bằng flycam vào thực tế dự án. Bây giờ mời các anh chị và các bạn cùng Khoa bắt đầu đi vào của phân khu Dioriami. Thì Khoa xuất phát từ khu vực của khu dân cư hiện hữu, đó là khu dân cư Phước Thiện, và Khoa xuất phát ngay chỗ sau lưng, đó chính là trường mầm non Long Bình. Còn trước mặt chúng ta đó là chính là trường cấp 2-3 Nguyễn Văn Tăng. Và phía bên phải sau lưng cái trường cấp 2-3 đó là trường tiểu học Long Bình. Ngay phía giữa đường chính, đó chính là trục đường 9A. Trục đường 9A là có lộ giới là 23m, khá là rộng nha các anh chị, rất là rộng. Trục đường này sẽ đi xuyên qua khu dân cư Phước Thiện và kết nối với trục đường cầu vòng của Dioriami trước mặt của chúng ta. Đó là ngay cái giao lộ ngã tư đi thẳng qua khu trường học sau lưng của khu S10 và kết nối với khu S6. Cùng với đó là ngay cái giao lộ sẽ là trục đường trung tâm thương mại. Đây là phân khu S10 đó các anh chị. S10 thì hiện bây giờ là tiến độ là chậm hơn so với những phân khu khác, tại vì việc xây dựng hầu như là trễ hơn. Đó là S9. S9 là phân khu được mở bán đầu tiên của phân khu Dioriami. Bây giờ Khoa cho fly phía sau lưng của phân khu S9, S8 và đi vòng qua phía công viên cầu vòng, một vòng của toàn khu Dioriami của chúng ta. Ngay góc màn hình bên phía tay phải đó chính là đất dành cho giáo dục bậc cao nha các anh chị. Chúng ta sẽ có hai cái lối vào kết nối với phân khu Dioriami và khu dân cư hiện hữu. Trục đường Phước Thiện là trục đường lớn, trục đường chính của chúng ta, đi bọc qua khu Vinhom Grand Park, lên cầu Long Đại và đi qua đảo Long Phước. Đây chính là phân khu S8. Và sau lưng S8 của chúng ta là có gạch Bà Dì. Sau này chúng ta sẽ đào nạo vét con kênh gạch Bà Dì. Sau đó sẽ thả xuống đó là những cái hoa sen súng. Tiến độ xây dựng là phân khu S6, S7, S8, S9 là đã xây lên tầng 19-20 rồi các anh chị, và đang chuẩn bị cất nóc những cái tòa hình chữ Z. Thì Khoa xin nói rõ cho các anh chị là những cái tòa hình chữ Z sẽ có độ cao là 21 tầng, hình chữ T 3 cạnh là 26 tầng và hình chữ U sẽ là 30 tầng, để các anh chị dễ hiểu nha. Thì ba cánh được xem là hình chữ T là sẽ là 36 tầng. Và đặc biệt đa số là tầng ở thứ 20 sẽ được bố trí là có những tầng lánh nạn, thì mật độ căng của cái tầng đó sẽ thấp hơn. Trước mặt chúng ta đó là công viên cầu vòng. Cầu vòng ban đêm sẽ là sáng đèn và có nhạc nước và có cái thác nước đổ về phía Dioriami. Và ngoài ra sẽ có bảng cái điện tử, bảng điện tử đo nhiệt độ môi trường, nhiệt độ không khí ở cái khu vực Vinhom Grand Park của chúng ta. Đó chính là phân khu
S6, S6 là đã lên tới tầng gần tới tầng 19-20 rồi. Và bên tay phải thấp hơn đó chính là S10. Và ngay cái giữa S6 và S10 đó chính là cái cổng Tori. Cổng này là đặc trưng cho tinh thần Nhật Bản. Thì Funko Diorimi được hợp tác bởi hai quỹ đầu tư Nhật Bản, Mitsubishi và Nomura. Trước mặt đó chính là đất dành cho thương mại dịch vụ đó các anh chị, bên phía tay phải của chúng ta. Từ phía The Rainbow, nhìn về hướng Diorimi, thì The Rainbow thì sẽ là trải dài theo một cái trục đường thẳng, còn Diorimi sẽ về chiều rộng nhiều hơn các anh chị thấy không? Bên trong rất là thoáng nha các anh chị. Và đặc biệt là công viên nội khu của Diorimi chắc chắn là sẽ nhiều hơn, rộng hơn so với phân khu The Rainbow. Ngoài ra chúng ta có đất dành cho trung tâm thương mại bên trong và hồ sen súng. Đặc biệt là các anh chị nào mà sở hữu tòa S10, 01, 02, 03, 05 thì sẽ ký hợp đồng mua bán, dự kiến là khoảng giữa tháng 7 khi mà vào Tết vào đó các anh chị sẽ ký văn bản thỏa thuận, sau đó 7 ngày các anh chị sẽ đóng 5%, các anh chị ký hợp đồng mua bán luôn. Còn S6 với S10-06 và 07 thì dự kiến sẽ ký hợp đồng mua bán vào khoảng tháng 3, thì các anh chị sẽ đợi thông báo nha. Phân khu S10 và S6 được xem như là hai tiểu khu đẹp nhất của phân khu Diorigami, vì chỉ có S6 và S10 mới có hồ cá koi ở bên trong, thì hồ cá koi khá là rộng lớn các anh chị. Và ngoài ra sẽ có những cái tiểu cảnh, những cái lồng đèn, những cái cổng màu đỏ theo phong cách của Nhật. Phía xa xa là chúng ta thấy được view về phía sân góc. Đây, khoảng đất trống đó chính là dinh thự đó các anh chị. Dinh thự sẽ là mở bán cuối cùng, thì diện tích rất là lớn, từ 500m² trở lên, và có hai lối vào và ra. Cổng khép kín đó là khu cầm bao duy nhất của Vinhome Grand Park của chúng ta. Phân khu Manhattan, Manhattan Glory chuẩn bị giao nhà. Và đó phía xa xa đó là sông Tắc bắc qua đảo Long Phước, sẽ là khu công nghệ cao thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh. Khu giải trước đó là Mastery Center Point đang làm hầm móng. Và ngoài ra là sẽ đường vành đai 3 đi trên cao. Các anh chị thấy hai mảng xanh hiện bây giờ đã đang trồng cây khá là nhiều. Đó chính là việc mà sẽ là hạn chế tiếng ồn để ảnh hưởng tới cái khu cao tầng và thấp tầng của chúng ta. Thì vành đai 3 sẽ đi trên cao nên sẽ không bị phân chia cái khu đô thị của chúng ta ra làm hai nha các anh chị. Xe cộ sẽ chạy bên dưới cái đường vành đai 3 này. Và từ phân khu Diorimi chúng ta cách khoảng là 250m là đi bộ chúng ta sẽ tới cái Vincom Megamall lớn nhất khu vực miền Nam. Hiện bây giờ là hầm đã xong rồi các anh chị, thì dự kiến là sẽ qua năm sẽ bắt đầu khởi công, và sẽ khởi công hoàn thiện vào năm 2022. Các anh chị thấy là những cái
căn mà view về phía khu dân cư thì sẽ không là view xấu nha các anh chị. View rất là thoáng, tại vì đó là khu dân cư đã ổn định, sẽ không có cái công trình nào mà mọc lên hay là cao tầng, vì đó chính là khu thấp tầng, đã có trường học sinh hoạt đầy đủ hết. Các anh chị nào hiện đang có nhu cầu ký gửi cho thuê chuyển nhượng phân khu cao tầng Rainbow Origami hay là phân khu hấp tầng Manhattan Glory thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Thì hiện rổ hàng S6 và S10 đang vẫn còn hàng nha các anh chị. Cùng với đó là phân khu thấp tầng Manhattan và Manhattan Glory, Khoa đang còn rổ hàng. Có những căn mà đặc biệt giá khá là cao, vì tận dụng có thể là làm shop house mua bán và có vị trí đắc địa nhất của phân khu Manhattan và Manhattan Glory. Các anh chị hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại ở trên màn ảnh. Các anh chị có thể sử dụng S Zalo để tiện trao đổi. Thì bây giờ Khoa mời các anh chị và các bạn cùng xem lại cái hình ảnh, cái công viên sau này sẽ hoàn thiện như thế trong phân khu The Origami. Và đặc biệt là sân bóng rổ rất là nhiều. Các bạn nào mà mê bóng rổ thì sẽ không thể nào cưỡng nổi cái bộ môn này ở trong cái khu vực Vinhome Grand Park của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Nếu các anh chị thích kênh Phạm Khoa Realtor, vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất. Khoa sẽ tư vấn cụ thể hơn của tầng khu tiểu khu S6 và S10 để cho các anh chị cùng tham khảo. Các anh chị nào muốn nhìn thấy thực tế những cái hình ảnh từ ở trên cao thì các anh chị có thể đăng ký join group và fanpage Việt Nam Real Estate 360 Panorama. Thì đó là trang fanpage mà Khoa tạo ra để cập nhật những hình ảnh cho khách hàng cũng như cho các bạn nhân viên kinh doanh để có thể tiện tư vấn cho khách hơn. Các anh chị có thể zoom những cái hình ảnh đó vào cái khu vực mà mình muốn, hình ảnh rất là sắc nét các anh chị. Khoa sử dụng những hình ảnh chất lượng cao 4K nha để chụp. Các anh chị hãy tham gia join để vào. Thường xuyên Khoa sẽ cập nhật vào mỗi một tháng một lần, kể cả phân khu thấp tầng và cao tầng Manhattan, Manhattan Glory, Rainbow, Origami. Chúc các anh chị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ Tết bên người thân, gia đình, bạn bè. Và đặc biệt Khoa sẽ có những chuyến flycam về các miền quê của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khoa sẽ cập nhật hình ảnh và các video clip lên trang YouTube Phạm Khoa Realtor này. Các chị hãy đăng ký subscribe để theo dõi trong cái mùa Tết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.